Bonjour, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Melissa, kênh chia sẻ về cuộc sống Pháp, kênh chia sẻ về kiến thức văn hóa Pháp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài về việc làm ở Pháp, tìm việc ở Pháp, luật lao động ở Pháp, những quy định trong hợp đồng lao động, cũng như cái cách tính tiền lương bổng ở Pháp. Hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn hiểu về cái cách tính tiền, làm như thế nào mà bạn có thể tính tiền từ lương brut sang lương net. Nếu các bạn còn chưa hiểu salaire brut, salaire net hay là lương brut, lương net nó là cái gì, thì xin mời các bạn hãy quay trở lại xem cái video cách phân biệt giữa lương brut và lương net mà mình đã làm, và mình sẽ để lại trong phần miêu tả cho các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tính tiền lương brut và lương net. Trong cái video trước mình đã nói là cái lương brut là cái lương mà công ty bắt buộc phải trả cho bạn. Lương net là những gì mà bạn cầm được trong tay. Làm sao để tính được cái sự khác biệt này? Mình đã lấy một ví dụ lương brut mà công ty trả cho bạn là 2.000, nhưng bạn còn khi mà bạn nhận được cái brut nó còn có 1.500, thì mình lại lấy lại cái ví dụ đó. Thì cái 500 đó đi về đâu và cái cách tính nó như thế nào? Tùy vào mỗi công ty, mỗi cái hợp đồng lao động, mỗi tính chất công việc và tính chất công ty lớn hay công ty nhỏ, bạn có cotize nhiều hay là ít, thì cái số phần trăm đó nó sẽ gia giảm tùy vào mỗi công ty và mỗi công việc. Mình lấy một ví dụ, nếu như bạn làm cho một cái công ty, một cái tập đoàn rất lớn quốc tế thì nó khác. Còn nếu như bạn chỉ làm cho một cái nhà hàng nhỏ thì nó khác. Hay các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách tính làm như thế nào mà bạn có thể biết được nôm na là bạn sẽ được nhận bao nhiêu. Mình đã tìm hiểu rất nhiều trên nhiều cái trang mạng khác nhau và có những cái trang chính thức nữa, thì thường là bạn muốn tìm ra cái số lương net mà mình sẽ cầm được trong tay, thì mình lấy cái số lương brut và bạn trừ đi tầm 20-23% là bạn có thể ra được cái số lương net. Nó gần như là đúng cho tất cả các trường hợp. Nếu không thì bạn có thể lên trên trang monentreprise.fr và nó có cho bạn một cái công thức tính sẵn gần như là chính xác cho tất cả các trường hợp. Thì có một số chuyên gia gọi là tài chính có đưa ra công thức là bạn lấy cái số tiền lương brut bạn nhân cho 0.78 thì bạn sẽ ra tiền lương net mà bạn nhận được, hoặc là bạn cứ lấy cái số tiền lương brut bạn trừ đi khoảng tầm 22-23% cái lương brut thì bạn cũng sẽ ra cái lương net. Hai các bạn, trong những cái trường hợp mà ví dụ như bạn còn có những thắc mắc thì bạn có thể gặp cái người gọi là kế toán của công ty để họ giúp bạn nếu như họ tử tế. Vừa rồi là một số chia sẻ về cái cách tính lương từ brut sang net như thế nào. Mong rằng nó đã giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn đã yêu thích cái sự chia sẻ này thì xin mời các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like, share để động viên kênh của mình phát triển, cũng như chia sẻ những cái thông tin này cho những ai cần nó. Nếu như các bạn còn có những câu hỏi khác về những cái đề tài khác về cuộc sống, văn hóa cũng như luật lao động thì bạn đừng ngần ngại đặt ra cho mình trong phần bình luận, hay bạn có thể kết nối với mình qua fanpage Melissa Paris Cuộc Sống Pháp và có thể nhắn tin cho mình. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn các bạn vào những video sau. Xin chào tạm biệt. Au revoir.